Thủ lĩnh, nhanh lên, mau dạo con sư tử cái đó ra để chúng tôi ăn thịt. Lũ khốn này, ngày nào ta cũng săn thức ăn cho các ngươi. Thậm chí hôm nay ta còn kiếm cho các ngươi một bầy sói giáp sắt. Các ngươi ăn chưa đã hay sao? Còn dám đụng tới vợ của ta. Thủ lĩnh, ngày quá sai rồi đó. Sao lại kết hôn khác loài? Đã vậy, ngày còn lấy chính con mồi của mình để làm vợ nữa. Thật vô lý. Thì làm sao chứ? Các ngươi định đối đầu với ta. Kẻ nào dám đụng tới cô ấy, ta sẽ cho kẻ đó tan xác. Đau bụng quá, đau bụng quá. Không biết khi nào con của mình mới chào đời nữa. Ra rồi, ra rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con thích ăn bim bim, con thích uống trà sữa trân châu đường đen. Cái gì thế này? Nó vừa chào đời mà có thể bay được rồi à? Mà biết đi, thương nghiệp xúc, ta không cần ngươi. Ngươi mau cút khỏi nơi đây cho ta. Mẹ ơi, con là con của mẹ để ra mà. Sao mẹ lại đối xử như vậy với con? Mẹ không thương con hả? Câm mồm, ngươi chỉ là sản phẩm sự cố của cuộc vui chơi qua đường của ta mà thôi. Ta không cần ngươi, mau cút đi. Nếu không ta ăn thịt ngươi bây giờ. Được rồi, tôi đi, tôi đi. Mẹ xin lỗi con, nhưng chỉ có làm như thế con mới tránh khỏi nguy hiểm ở thế giới rồng này mà thôi. Thiệt là tội nghiệp cho mình. Mình bị chính mẹ ruột ruồng bỏ. Bây giờ mình biết đi đâu đây? Mình ăn thứ gì để sống đây? Không lẽ đi bán vé số hay là đi móc bọc ni lông hả? Đúng, hợp lý. Gì thế kia? Là những động vật đã chết. Trời đất ơi, thịt của bọn chúng hấp dẫn quá. Mùi máu của bọn chúng thật là kích thích. Mình chịu không nổi nữa rồi. Nãy giờ chưa có gì vào bụng. Mau xuống ăn xác của bọn chúng thôi. Ngon quá, thơm quá, đã quá. Đằng kia còn có một cái xác nữa kìa. Gì thế này? Bên trong cơ thể của cái xác hồi nãy có thêm một thứ khác nữa. Thứ này mang gì mà lấp lánh đẹp quá vậy? Được rồi, mình sẽ lấy thứ đó mang vào người của mình thử. Wow, mình lớn hơn một chút rồi nè. Còn cái thứ sắt thép kia thì ra là những cái gân chân. Nó thật là vừa vặn với mình. Gì vậy? Đau quá, đau quá. Coi giúp đỡ chúng tôi không? Ồ, là những sinh vật giống như những cái xác hồi nãy mình đã ăn. Này, các ngươi là ai? Các ngươi gặp chuyện gì vậy? Chúng tôi là những con rồng khốn khổ. Chúng tôi bị chính thủ lĩnh của mình giết hại, bởi vì chúng tôi vạch trần sự xấu xa của hắn. Hắn là một kẻ biến thái, chuyên hấp diêm những sinh vật cái khác loài rồi ăn thịt họ. What the hell? Người nói có thật không? Sao trên đời này lại có một kẻ xấu xa như vậy? À không, vẫn còn kẻ xấu xa hơn, chính là mẹ của ta. Bà ấy là một con sư tử, để ta ra nhưng lại vứt bỏ ta. Cái gì? Mẹ của ngươi là một con sư tử à? Chết tiệt, nhìn ngươi thật quá vậy, giống như là một sản phẩm lai. Không lẽ ngươi là... Không lẽ ngươi biết về nguồn gốc của ta? Mau nói đi. Đúng vậy, cậu là một sản phẩm lai, nhưng cha của cậu đã bị chính tên thủ lĩnh của tôi xé xác và giết chết. Hắn còn dẫn dụ cướp đoạt lấy mẹ của cậu, nên bây giờ mụ ta xin cậu ra mới vứt bỏ cậu như thế này. Chết tiệt, tao phải đi giết chết tên rồng thủ lĩnh đó. Khoan, dừng lại đi. Hắn rất mạnh, nhờ sở hữu bộ giáp hoàng kim. Cậu không phải là đối thủ đâu. Mau đi tìm cá sống chấn động, cướp lấy bộ áo giáp của nó, thì may ra cậu có thể là đối thủ của tên khốn kiếp đó. Được, tôi biết rồi. Nhưng bay về hướng nào đây? Hướng Bắc. Chết tiệt, đâu rồi? Thấy rồi, chắc chắn kia là cá sấu chấn động. Khổ kiếp, nó to quá. Không khí xung quanh nó dường như còn bị bóp nát nữa. Không được, nếu mình tấn công trực diện hắn sẽ bị nó giết chết. Mình phải dùng mưu mẹo mới được. À, cứu tôi, làm ơn giúp đỡ tôi với. Hả? Tiếng khóc của ai mà sao nghe giả hết trơn, giống như là đa cấp bán hàng lừa đảo quá vậy. À, không phải đâu, là tôi khóc đó. Làm ơn giúp đỡ tôi. Giống loài của tôi bị cái xấu tấn công. Làm ơn cứu với, nếu không là của tôi sẽ bị diệt vong mất. Cái gì? Có kẻ lộng hành đến như vậy hay sao? Được rồi, ngươi mau dẫn đường cho ta đi. Được. À, cơ hội tới rồi. Khốn kiếp, không có kẻ xấu đâu cả, mà ta muốn lấy bộ áo giáp của ngươi mà thôi. Rồi. Cái gì? Thằng quái gì khốn kiếp này? Ngươi to gan dám lừa đảo ta, lợi dụng lòng tốt của ta. Chỉ tại ngươi ngu, chỉ tại ngươi khờ mà thôi. Trên đời này chẳng có kẻ nào tốt đâu. Khốn kiếp. Ngươi tỉnh rồi hay sao? Thứ quái gì nửa rồng nửa sư tử kia? Tại sao ngươi lại muốn cướp đoạt bộ áo giáp chấn động của ta? Ta có nỗi khổ. Mẹ của ta vừa mới đẻ ta ra đã vứt bỏ ta để đi theo một tên kẻ thù đã xé xác giết chết cha của ta. Hắn rất mạnh, chỉ có bộ giáp chấn động của ngươi mà có thể giúp ta báo thù. Thì ra đây mới chính là nguyên nhân thật sự. Sao ngươi không nói từ đầu? Liệu ngươi có giúp đỡ ta không mà ta nói? Hả? Ta sẽ giúp. Được rồi, nhìn thấy người của ngươi có những găng chân rất đẹp, ta sẽ biến bộ áo giáp của ta thành những găng chân chấn động phù hợp để ngươi có thể mang đi báo thù. Sau khi hoàn thành, hãy quay trở lại trả cho ta. À, hay quá. Wow. Cảm ơn anh bạn cá sấu nhiều lắm. Tôi hứa sau khi giết chết tên khốn kiếp đó, tôi sẽ trả tất cả lại cho anh bạn. Các ngươi hãy nghe rõ đây, ta là thủ lĩnh của loài rồng. Kể từ nay ta tuyên bố đây sẽ là vợ của ta. Mặc dù cô ấy chỉ là một con sư tử, nhưng cô ấy sẽ trở thành nữ hoàng của loài rồng. Kẻ nào dám chống lại cô ấy có nghĩa là chống lại ta. Trời đất ơi, làm sao có thể chấp nhận được chứ? Tình thủ lĩnh của chúng ta, hắn điên rồi. Này, bé cái miệng thôi. Tình thủ lĩnh rồng đã từng giết rất nhiều anh em trong chúng ta để bảo vệ con sư tử cái đó đó. Đúng, chính ta đã giết bọn chúng. Vì cái lũ khốn kiếp đó mà ta và vợ ta đã bỏ rơi một đứa con. Bây giờ không biết con của ta đang ở nơi nào. Tình thủ lĩnh rồng khốn kiếp, ta đến để bảo thù ngươi đây. À, vì thế này, kẻ nào dám la lối ôm xòm sau lưng của ta? Quái quỷ gì thế đây? Ngươi không cần biết ta là loài gì. Hôm nay ngươi chưa biết, ta đến đây để giết chết ngươi, báo thù cho cha ta. Và ngươi đã dẫn dụ mẹ của ta bỏ rơi ta. Ngươi nói cái gì chứ? Cái gì mà giết chết cha ngươi, dẫn dụ mẹ của ngươi? Bọn ngươi điên rồi hay sao? Vợ của ta là một con sư tử cái trong trắng. Lúc ta săn mồi bắt được cô ấy, ta và cô ấy nảy sinh tình cảm, chẳng hề có cái chuyện như ngươi đã nói. Mẹ kiếp, đến giờ phút này ngươi còn chối bỏ sự thật hay sao? Ta không nghe những gì ngươi nói nữa. Ta sẽ báo thù, lấy mạng của ngươi để tế vong linh của cha ta. Hả? Chết tiệt. Ngươi có thể tạo ra những cú chấn động. Không lẽ ngươi hồn kẹp? Cái quái gì này? Ta không biết ngươi là ai, ngươi từ đâu đến. Nhưng những gì ngươi nói hoàn toàn không đúng về ta. Ta chưa bao giờ cướp vợ của người khác, chưa bao giờ giết hại sinh vật khác một cách vô lý. Câm mồm. Lúc ta vừa mới lớn, ta đã gặp những con rồng thuộc hạ của ngươi. Chính những con rồng đó đã nói toàn bộ sự thật cho ta biết. Bây giờ ngươi định chối tội à? Cái gì? Sao ngươi lại có mặt ở trận chiến đó chứ? Rốt cuộc ngươi là ai? Còn những con rồng mà ngươi đã nhắc tới, bọn chúng là những kẻ xấu xa, muốn giết chết vợ của ta, nên ta mới chống cự sát hại bọn chúng. Ta không ngờ bọn chúng đã đổi trắng thay đen, đổ thừa ta như thế này. Câm mồm, phải chết đi. Dừng tay lại. Ông ta không phải là kẻ giết cha của ngươi, mà ông ta chính là cha của ngươi đó. Hả? Mụ sư tử đáng ghét. Cái gì? Mụ nói cái gì? Không thể nào, không thể nào. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Năm xưa vì cuộc nội chiến của loài rồng, cha con đã bảo vệ mẹ mà chống lại lũ thuộc hạ phản bội. Nên khi sinh con ra, mẹ muốn con an toàn nên đã đuổi con đi. Cái gì? Đó là con của chúng ta. Chết tiệt, chết tiệt. Đúng rồi, thân mình của sư tử, đôi cánh của rồng. Đúng rồi. Con ơi, con ơi. Rồng. Vậy lâu nay tôi bị lũ rồng khốn kiếp đến lừa hay sao? Tôi giết cha của mình. Xin lỗi, xin lỗi. Không đâu, không đâu. Cha không giận con đâu. Mau lên, mau lên. Lấy bộ giáp hoàng kim của cha, mang vào, mang vào. Con sẽ là thủ lĩnh mới của loài rồng, trấn áp bọn thuộc hạ kia. Nếu không, bọn chúng sẽ giết chết gia đình của chúng ta đó. Con biết rồi, con biết rồi. Thì ra thứ khốn kiếp đó là con của hắn và mụ sư tử cái kia. Nhưng hắn sắp chết rồi. Nào anh em, mau tiến lên, giết chết gia đình đó. Quyền lực của loài rồng sẽ thuộc về chúng ta. Hãy bảo vệ mẹ của con. Trời ơi, trời ơi. Tiến lên nào anh em rồng. Giết chết bọn chúng, chúng ta sẽ xây dựng đế chế mới. Lũ chết tiệt, lũ chết tiệt. Các ngươi dám làm phản. Gì thế này, gì thế này. Thứ quái dị sư tử loài rồng, nó mạnh quá, nó mạnh quá. Là bộ giáp hoa kim. Nó đã biến đổi thành những răng chân đeo vào người nó rồi kìa. Không, nó chạy mau, chạy mau. Các người định chạy đi đâu? Ta sẽ không để cho một tên phản bội nào trốn thoát đâu. Cũng chính vì các ngươi mà ta đã hại cha của ta. Hôm nay ta sẽ giết những kẻ nào chống lại ta. Ta cho chúng tôi biết lỗi rồi. Kể từ nay ta sẽ là chúa tể mới của các ngươi, chúa tể của loài rồng.